một sự kiện đặc biệt trong tháng 10 tại thành phố Cần Thơ. Tôn vinh nét đẹp, giá trị và lan tỏa tình yêu với chiếc áo ba ba, áo dài. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, sự hòa quyện giữa trang phục truyền thống và hiện đại của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Nam Bộ. Góp phần quảng bá hình ảnh con người quê hương Cần Thơ. Lễ hội trang phục áo bà ba áo dài với chủ đề Duyên dáng phương Nam với quy mô 5.000 phụ nữ thành phố tham gia diễu hành và biểu diễn nghệ thuật cùng nhiều tiết mục hấp dẫn, tái hiện hình ảnh truyền thống áo bà ba áo dài qua các thời kỳ xưa và nay. Chương trình được diễn ra lúc 6:30 ngày 14 tháng 10 năm 2023 tại Công viên Sông Hậu, truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.